Sắc đẹp và tội ác. Tác giả Nguyễn Hiền. Tập 1. Mệt mỏi trở về phòng làm việc, ông Trần Hùng ngã lưng xuống ghế sofa định tranh thủ chợp mắt một chút. Bởi chiều nay, ông có cuộc họp quan trọng với chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà ở liền kề mà ông đã theo đuổi bấy lâu. Chợt điện thoại đổ chuông, ông quậy quải cầm điện thoại lên xem ai gọi vào cái giờ này mà làm mất giấc ngủ của ông, thì đó là cuộc gọi của bà Hà Chi, vợ ông. Ông không trả lời mà hỏi lại: "Em chưa ngủ trưa hay sao mà gọi vào giờ này?" Dường như bà Chi hơi bất ngờ trước câu hỏi của chồng, bởi bà biết giờ này ông đã nghỉ trưa nên mới gọi, không lẽ cuộc gọi cũng làm ông khó chịu hay sao? Nhưng bà vẫn cố gắng nhã nhặn hết sức để nói với chồng: "Chiều nay anh về sớm một chút có được không?" "Chiều nay anh có buổi làm việc với chủ đầu tư dự án xây dựng khu nhà liền kề mà, có chuyện gì không?" "Thằng Dũng điện về nói muốn giới thiệu bạn gái với ba mẹ. Em ghé siêu thị mua chút ít đồ về nấu cơm mời con dâu tương lai." Việt Dũng, con trai của ông bà, năm nay đã bước sang tuổi 26. Anh mới du học nước ngoài về nước được hơn nửa năm. Ông thì không sao, nhưng bà Chi lại có vẻ trông mong có cháu nội. Nhưng thấy con trai không có quan tâm đến cái chuyện lấy vợ nên bà cũng sốt ruột. Chính vì vậy, nay nghe con nói đưa bạn gái về giới thiệu thì bà vui lắm. "Để coi tình hình sao đã rồi tính, anh sẽ cố gắng về sớm." Trả lời vợ xong, ông đặt điện thoại xuống bàn. Gần 30 năm, hai vợ chồng nên duyên khi đều đã tốt nghiệp đại học. Ông học đại học xây dựng, còn Hà Chi thì học sư phạm. Hồi đó, ông phải vất vả lắm mới có được cái gật đầu của bà. Rồi 2 năm sau thì Việt Dũng ra đời trong niềm vui của cả dòng họ. Ngay từ bé, Việt Dũng đã thể hiện là một đứa trẻ thông minh và vô cùng đáng yêu. Khi bé Dũng được 2 tuổi thì Hà Chi lại mang thai, nhưng lần mang thai này thì sức khỏe của cô có phần giảm sút, phần vẫn phải lên lớp dạy học, phần chăm sóc cho bé Việt Dũng rồi lại thai nghén. Lúc này Trần Hùng lại mới thành lập công ty, công việc bận rộn nhiều khi phải theo công trình ở xa nên không có giúp đỡ được vợ. Ông bàn với vợ tạm thời nghỉ dạy ở nhà chăm sóc con và chăm sóc sức khỏe cho bản thân, còn việc kiếm tiền sẽ do ông gánh vác. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ cứ dậy trôi đi. Rồi một ngày, Hà Chi bị trật chân té trong nhà tắm, lúc thai 7 tháng tuổi mà không có ai ở bên cạnh. Lúc đó ông Trần Hùng đang ở tỉnh nên khi nghe tin cũng không có về kịp. Cô sanh non bé gái Hà Anh, nhưng thật đáng tiếc bé chỉ kéo dài được 2 ngày thì qua đời. Thương vợ và day dứt lương tâm khi vợ gặp nạn mà không có mình bên cạnh. Nhưng công việc xây dựng buộc ông phải chấp nhận. Từ đó ông không muốn sanh thêm nữa. Nhưng phần vì buồn lại nhớ thương con, bà Hà Chi sức khỏe bắt đầu giảm sút. Sợ vợ buồn nên ông đồng ý cho vợ quay lại trường dạy học, miễn sao vợ cảm thấy vui là được rồi. "Dạ, báo cáo sếp, khách tới rồi." Tiếng cậu Hải trợ lý làm cho ông Hùng giật mình cắt ngang dòng suy nghĩ. Ông vội trả lời: "Sơ sức quá, định chợp mắt một chút nhưng không ngờ ngủ quên luôn." Hai người nhanh chóng đi xuống phòng họp. Tất cả nội dung cũng như hồ sơ, năng lực đều đã được cậu Hải chuẩn bị chu đáo nên ông cũng an tâm. Nhưng cuộc họp phải dời lại vào một ngày khác do chủ đầu tư muốn thay đổi một số chi tiết trong bản vẽ thiết kế. Nhớ đến lời vợ dặn, ông tranh thủ ra xe về nhà. Về đến nhà thì ông thấy xe của con trai đang đậu ở sân. Vừa nhìn thấy ba về thì Việt Dũng vội chạy ra: "Con chào ba." Tiếng của bà Chi, vợ của ông, cùng tiếng cười giòn tan có vẻ vui lắm. "Nay anh về sớm, may quá." Cuộc họp phải hoãn lại do có sự thay đổi bản vẽ thiết kế. "Cháu chào." Tiếng cô gái Kiều Tiên, bạn gái của Việt Dũng, vừa mới cất lên làm cho ông Hùng giật mình bởi giọng nói rất quen. Ông ngẩng lên nhưng chưa kịp trả lời thì cả hai đều hoảng hốt khi nhận ra nhau. Kiều Tiên im bặt
Còn ông Hùng cũng tái mặt không trả lời được. Thấy cô gái chào mà chồng không trả lời, bà Hà Chi lại tưởng ông không có nghe thấy nên nhắc. Cháu Tiên chào anh kìa. Anh hơi mệt. Nói xong, ông vội đi lên phòng đóng sầm cửa lại. Nét không có vừa lòng thể hiện trên gương mặt, bà Hà Chi tỏ ra bối rối. Cháu thông cảm, chắc ổng không có khỏe chứ không có gì đâu. Nghe mẹ nói như vậy, Dực Dũng cũng lên tiếng. Ba chắc là áp lực công việc lắm, nghe nói cuộc họp phải chờ đợi, không biết có chuyện gì không, em đừng có buồn nghe. Dạ, không có sao. Thấy bạn của con trai vừa xinh đẹp lại ăn nói nhỏ nhẹ dễ thương, bà Hà Chi có vẻ ưng lắm. Mặc dù bà rất muốn lên phòng coi tình hình của chồng như thế nào, nhưng cô gái lần đầu tiên tới nhà, ông Hùng đã như vậy rồi, không lẽ bà lại cũng đi luôn thì còn ra thể thống gì nữa. Nghĩ vậy nên bà ngồi lại tiếp chuyện cô gái. Cháu bây giờ làm ở đâu? Dạ, cháu mới ra trường nên cũng chưa có xin được việc làm. Vậy cháu học về chuyên ngành nào, để bác nói với bác trai coi có vị trí nào hay không. Dạ, cháu học về quản trị kinh doanh, nếu bác trai giúp đỡ thì tốt quá. Miệng nói nhưng ánh mắt Kiều Tiên đang hướng lên lầu và nụ cười khẩy kín đáo. Nhưng bà Hà Chi vẫn không để ý mà tay vẫn gọt táo đẩy về phía cô. Ăn đi cháu. Nhưng hình như cô gái đoán được tâm trạng sốt ruột của bà nên cầm miếng táo ăn lấy lệ rồi đứng lên xin phép. Dạ, cháu chợt nhớ ra có một số việc cần giải quyết. Cháu xin phép bác để việc khác. Cháu lên chào bác trai. Bà Hà Chi thật thà xua tay. Thôi thôi, không sao đâu cháu à. Chắc ổng mệt nên ngủ rồi. Vậy cháu xin phép bác. Khi con trai đưa bạn gái về rồi, bà vội vàng lên phòng thì thấy ông Hùng đang đứng ở cửa sổ nhìn ra ngoài, chứ không phải do sức khỏe như bà nghĩ. Thấy vợ đột ngột đi vô làm cho ông giật mình. Ủa, em sao lại lên đây? Nghe chồng hỏi làm bà càng ngạc nhiên hơn. Câu hỏi đó em phải hỏi anh mới đúng. Bạn con đến nhà chơi mà thái độ của anh như vậy hay sao? Giả sử anh có không đồng ý cho con trai quen với người ta thì ít nhất cũng phải tỏ ra lịch sự. Em thiệt là thất vọng quá. Ông Hùng như sực nhớ ra điều gì, vội bào chữa cho việc mình. Anh xin lỗi, hôm nay có một số việc không có vui xảy ra, tâm trạng anh không có tốt. Em không biết là chuyện gì, nhưng con trai đã báo từ trước, vậy mà anh xin lỗi. Nói xong, ông ôm vợ xoa dịu rồi cùng bà đi xuống nhà. Suốt bữa ăn, ông Hùng luôn im lặng ra chiều suy nghĩ. Biết tính chồng nên bà Chi mặc dù không có vui nhưng cũng không hỏi. Bởi bà nghĩ do áp lực công việc nên ông bị căng thẳng. Rồi từ từ bà sẽ hỏi động viên chồng. Nhưng bà đâu hiểu rằng ông Hùng đang khó xử khi bất ngờ gặp lại Kiều Tiên. Ông đang lo sợ bão tố sẽ đổ xuống gia đình mình khi con trai vô tình lại quen với cô gái này. Còn nhớ lần đó cách đây khoảng 6 tháng, do hoàn thành công trình trước thời hạn nên ông thưởng cho tất cả anh em trong công ty một bữa liên quan tại nhà hàng. Mặc dù biết mình tửu lượng kém, nhưng phần vì bị ép uống lại ham vui nên ông Hùng say xỉn không biết gì nữa. Đến khi tỉnh dậy thì ông hoảng hốt khi thấy mình đang nằm trên giường không mảnh vải che thân. Bên cạnh ông là một cô gái còn rất trẻ đang khóc thút thít. Nhìn những giọt máu trinh trên tấm ga giường thì ông đã hiểu tất cả. Ông ngơ ngác. Tại sao tôi lại ở đây? Cô là ai? Cô gái tỏ ra vô cùng hoảng sợ, cứ co rúm người lại rồi thu lu khóc ở một góc giường mà không trả lời, làm cho ông thấy mình có lỗi. Đêm cũng đã về khuya nên ông nói với cô gái. Mặc dù chưa biết tại sao tôi lại ở đây trong tình trạng này, nhưng chuyện cũng đã rồi. Tôi xin lỗi và sẽ đền bù cho cô xứng đáng. Anh đền bù cái gì? Ý cô muốn gì? Đời con gái của em cũng đã trao cho anh, xem như là em thuộc về anh rồi. Bây giờ anh đi đâu thì cho em đi với. Không được, tôi còn có gia đình, vợ con, tôi chỉ có thể cho cô một số tiền lớn. Không ngờ cô gái vừa khóc vừa nói. Tiền để làm cái gì? Các anh cứ nghĩ mình có tiền là có quyền hại lại con gái nhà người ta hay sao? Tôi không có ý đó. Suốt đêm, ông không tài nào mà dứt ra được. Phần vì thanh danh bản thân,
phần vì lo sợ vợ con ở nhà biết được rồi giải thích thế nào đây. May mà ông làm công trình ở trên tỉnh nên bà Hà Chi vợ ông không hề biết. Sáng hôm sau, khi trở về công ty, ông Hùng cứ suy nghĩ mãi, không hiểu ai là người đã đưa ông vào phòng với cô gái. Nhưng bây giờ, ông biết hỏi ai về cái chuyện tế nhị này. Thấy cậu Hải trợ lý đi vào phòng, ông hỏi, tối hôm qua cậu ở đâu? Tụi nó cứ ép em nên uống nhiều quá, may có cậu Vinh đem về trại, mà có chuyện gì không? Không có gì. Định bước ra ngoài, nhưng nghĩ sao cậu Hải lại quay lại hỏi ông. Ủa mà sếp tối hôm qua sếp về sớm vậy, lúc em nhìn sang cái bàn sếp thì thấy về hết trơn rồi, tụi thằng Vinh còn nhậu tới khuya. Tôi cũng uống nhiều quá, xỉn rồi đâu có biết cái gì đâu. Nhưng mà vui, cảm ơn sếp rất nhiều. Ông Hùng im lặng, như vậy cậu Hải cũng không biết gì. Tối hôm qua, ông ngồi bàn riêng với hai phó giám đốc và hai đối tác, tổng cộng là 5 người, còn lại mọi người ngồi ở dãy bàn bên. Ông trách mình thật là quá chủ quan. Nhưng không hiểu sao, ông không nhớ gì hết. Vậy trong 5 người đó, thì ai là người đưa ông vào phòng cùng với cô gái? Chúng làm như vậy có mục đích gì? Bây giờ, vấn đề là giải quyết rắc rối với cô gái kia. Nhưng bằng cách nào chứ? Nếu như cô ta yêu cầu ông đưa tiền, thì không thành vấn đề. Nhưng ngược lại, cô ta lại không muốn lấy tiền mà muốn ông phải có trách nhiệm với cô ta, thì ông biết phải làm gì đây? Chuông điện thoại reo lên, làm cho ông Hùng giật mình như vừa ăn trộm bị bắt quả tang. Nhìn màn hình, ông hốt hoảng khi thấy số máy lạ. Liệu có phải cô ta gọi hay không? Hay là đối tác? Bây giờ, chính ông cũng không dám nghe một cuộc điện thoại lạ nữa thì sao đây? Biết bao nhiêu việc đang cần ông phải giải quyết. Cái điện thoại trước mặt vẫn reo lên, mà chủ nhân cứ trố mắt nhìn không dám cầm lên nghe. Hết hồi chuông thì điện thoại kia lại gọi tiếp thêm 2-3 hồi nữa. Bỗng có tin nhắn gửi đến với cùng số máy kia với nội dung. Sao anh không gọi cho em? Vậy bây giờ em tới công ty anh ngang. Ông Hùng lấy khăn lau những giọt mồ hôi đang rịn ra đầm đìa trên gương mặt. Huyết áp đang lên làm cho ông chóng mặt. Bây giờ ông phải trả lời sau đây khi mà ông không muốn gặp cô ta một lần nào nữa. Nhưng nếu ông không gặp thì cô ta sẽ đến tận công ty. Không hiểu sao cô ta cứ như một con đĩa mà bám chặt lấy ông. Tại sao cô ta biết được số điện thoại và địa chỉ ở công ty chứ? Có thể lúc ông ngủ say nên cô ta đã làm cái việc đó. Ông Hùng như bị một cái thòng lọng thích vào cổ, đến nghẹt thở mà không có cách nào tháo gỡ được. Xin cô tha cho tôi còn gia đình nên không thể gặp cô được. Anh sao vậy? Có ai làm gì anh đâu chứ? Em đang ở trước công ty của anh nè. Thôi được rồi, cô đến quán cà phê ở cuối đường đi, chờ tôi. Nhanh à nghe, đừng có để em chờ lâu. Rồi thì ông càng né tránh, cô ta càng lớn tới. Chính ông cũng không hiểu tại sao ông đi đâu và làm gì thì cô ta cũng biết mà tìm tới. Vì sợ vợ biết lại suy nghĩ nên ông gài pass điện thoại đề phòng khi ông đang ở nhà mà cô ta gọi tới. Để tránh người quen phát hiện ra, ông Hùng không đi xe nhà mà dãy một chiếc taxi đến địa điểm hẹn. Ông trang bị khẩu trang bịt kín với kính mát to bản nên rất khó có thể để người quen nhận ra. Bỗng một vòng tay ôm từ phía sau làm cho ông giật mình. Em nè cưng! Nghe tiếng nói bên tai và mùi nước hoa thoang thoảng là ông đã biết người vừa ôm mình là ai. Cô đang làm cái gì vậy hả? Buông tôi ra ngay! Em không có buông. Anh làm gì được em thì làm đi. Đằng nào em cũng thuộc về anh rồi. Ông Hùng chán nản chỉ biết lắc đầu, cầu mong không có ai nhận ra ông. Khi ông định đi vòng ra phía sau chọn một cái bàn kín đáo, nhưng cô ta không chịu. Hình như ông càng lẩn tránh bao nhiêu thì cô ta lại muốn công khai bấy nhiêu. Chợt cô ta kéo tay ông ngồi xuống một cái bàn ngay gần cửa ra vào. Mình ngồi đây nè anh, em mỏi chân quá rồi. Cực chẳng đã, ông Hùng đành ngồi xuống nhưng khéo léo quay lưng ra ngoài để không có người quen bắt gặp. Chợt Kiều Tiên giơ cái điện thoại ra trước mắt ông. Anh nhìn coi, phải công nhận anh lớn tuổi rồi mà cũng khỏe ghê đó. Ông Hùng hốt hoảng, mặt tái nhợt khi nhìn vào màn hình. Trong hình là hai người đang làm tình. Một người đàn ông nằm sấp nên không nhìn rõ mặt. Nhưng có một đặc điểm, đó là sau gáy có cái bớt màu đỏ thì ông cũng có cái đặc điểm đó. Còn người phụ nữ ở dưới thì không nhìn thấy mặt. Cô ta cứ tấm tắc khen ông làm tình giỏi,
trong khi ông chỉ muốn nhìn xem có kẻ nứt nào dưới đất mà chui xuống cho nó đỡ xấu hổ. Chợt ông Hùng hỏi cô gái: ở đâu mà em có cái này? Anh muốn nhờ người bạn ở bên cơ quan điều tra làm việc với nhà hàng. Anh nói gì vậy? Lần đầu tiên của đời con gái, em muốn giữ làm kỷ niệm. Thì anh cũng có nói gì đâu. Của em thì em cứ giữ, còn làm việc đó là của anh. Anh muốn biết kẻ nào đã đưa anh vào đó. Thấy ông Hùng nói cứng giọng, cô ta bỗng chuyển sang ổng nghẹo, gục đầu vào vai ông nức nở. Anh muốn em chết thì mới vừa lòng đúng không? Anh không có ý đó. Anh có lỗi thì sẽ lo cho em. Nhưng những người đã gây ra cái chuyện này thì anh không có dễ bị qua mặt được đâu. Cô gái vẫn gục đầu thúc thích khóc. Thế vậy ông Hùng nghĩ cũng đã đến lúc ra về. Em nhắn tin ra đây chỉ để cho anh coi cái clip đó đúng không? Đàn ông các anh bạc bẽo quá. Anh không có muốn xem thì em sẽ đưa cho chị nhà giữ làm kỷ niệm. Nhắc đến vợ, ông Hùng giật mình tái mặt. Em vừa nói cái gì? Anh cấm em. Nghe đến vợ thì anh hốt hoảng như vậy. Vậy anh coi tôi là cái gì? Anh đã phá đời con gái của tôi. Thấy có người ngồi bàn bên nhìn sang, ông Hùng vội vàng bịt miệng cô ta. Em nói nhỏ thôi, người ta đang nhìn kìa. Không ngờ Kiều Tiên càng nói lớn hơn. Nhìn thì sao? Ai hiểu cho em đây? Ông Hùng ngạc nhiên bởi hình ảnh của cô gái khóc thúc thích đêm qua không còn nữa, mà thay vào đó là một vẻ mặt đẹp lạnh lùng và có phần đanh đá. Ông cũng vì uy tín mà không làm lớn chuyện, bởi cô ta đang có bằng chứng trong tay và tất nhiên điều bất lợi sẽ rơi vào hoàn toàn về phía ông. Trần Hùng hạ giọng. Anh xin lỗi, bây giờ anh có cuộc họp phải về gấp, có gì mình gặp sau. Anh nói vậy mà nghe được hả? Em đi với anh. Trời đất ơi, không có được đâu, anh đi làm việc. Vậy anh nhận em vào làm việc để em được gần anh nè. Em không có chịu đâu. Thôi thôi, từ từ đánh xu xếp. Em muốn vị trí trợ lý cho anh đó. Vị trí trợ lý là cậu Hải đang làm. À thôi, được rồi, để anh tính. Biết khó thoát khỏi cô ta nên ông Hùng hứa bừa, không ngờ lại có kết quả. Khi cô ta vừa mới buông ra khỏi cánh tay thì ông Hùng vội đứng dậy bước nhanh ra ngoài. Khi ông vừa định bước xuống cầu thang thì một bàn tay giữ vai ông kéo lại. Ông Hùng giật mình ngoái lại, tưởng là cô ta đuổi theo, nhưng tiếng nói ngay bên tai: tôi là Vũ Quang đây, cậu đừng có nói gì và đi theo tôi. Hai người vội đi vòng ra phía sau quán quan sát. Kiều Tiên sau khi chia tay ông Hùng thì nhanh chóng đi về phía sau. Ngồi vào bàn một tên thanh niên mang mắt kính to bản ngồi ở đó. Bây giờ thì ông Hùng đã hiểu tại sao cô ta lại không cho ông đi về phía mấy cái bàn phía sau mà phải ngồi bàn nơi cô ta chỉ định. Vừa ngạc nhiên vừa thắc mắc nên ông rất muốn được nói ra bức xúc của mình. Nhưng Vũ Quang đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Chờ cho cậu thanh niên và Kiều Tiên đi khỏi thì hai người cũng nhanh chóng vào một cái phòng máy lạnh nói chuyện. Lúc này ông Quang mới hỏi: đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ông lại dây dưa với tụi này chứ? Im lặng một hồi, ông Hùng buồn bã kể cho bạn mình nghe về cái đêm liên quan ở nhà hàng khi công trình hoàn thành trước thời hạn. Nghe xong, ông Quang nói: lại là nhà hàng đó à? Đến lượt ông Hùng ngạc nhiên. Nhà hàng đó nấu ăn ngon mà giá phải chăng? Đúng, bởi họ đâu có cần thu lợi nhuận từ những món ăn đó, thậm chí lỗ cũng vui miễn là đông khách tới. Tôi không có hiểu ông đang nói cái gì. Làm mà lỗ thì nghỉ đi cho khỏe. Bởi vậy mới nói chứ, còn ông dạo này nghe nói mần ăn tốt lắm đúng không? Mắt nhìn xa xăm, ông Hùng thở dài. Công việc thì vẫn bình thường, nhưng từ ngày dính vào cái chuyện này làm tôi không có còn tâm trí đâu mà làm nữa. Cô gái này chẳng qua là tay sai của tụi nó thôi. Chúng thường nhắm vào các đại gia. Tụi dân làm thuê chứ đại gia cái nỗi gì. Chắc tụi nó chọn lầm người rồi. Ông không có đại gia, nhưng nhất định có chuyện khác. Ví dụ như cạnh tranh dự án, trả thù cá nhân. Phải điều tra mới biết được chứ. Như chợt nhớ ra điều gì, ông Hùng hỏi: còn ông, sao lại ở đây? Nghe nói ông được phân công về An Giang mà. thì An Giang, nay là về đây, tổ chức phân đi đâu thì đi đó, nghĩ chỉ thương vợ bởi không có giúp được cái gì. Tôi cũng vậy đó, nghĩ mà thương người phụ nữ vì mình mà hy sinh rất nhiều. Trước khi chia tay, ông Quang dặn dò ông Hùng
cách xử lý đối với cô gái Kiều Tiên và hết sức cẩn thận trong công việc làm ăn. Chuông điện thoại lại kêu, kéo ông về với thực tại. Một thoáng giật mình, tưởng cô ta gọi, nhưng ông thở phào vì đó là cuộc gọi của cậu Hải. Thưa sếp. Có chuyện gì không? Cậu nghỉ ngơi đi, có gì sáng mai gặp ở công ty. Dạ, em biết, nhưng có chuyện lạ lắm. Cậu nói rõ hơn một chút không? Tại sao lại cứ ấp úng vậy chứ? Dạ, ở bên chủ đầu tư vừa mới điện cho em nói sáng mai bên mình phải trình bản vẽ thiết kế, nếu không họ sẽ giao cho đơn vị khác thi công. Vừa nghe thấy vậy, ông Hùng đập tay cái trầm xuống bàn, tỏ vẻ tức giận, giọng gầm lên. Cái gì? Mới hồi chiều hai bên thống nhất một tuần sẽ gặp lại thương lượng. Trong cái thời gian đó bên mình phải hoàn thành bản vẽ theo yêu cầu của họ. Tại sao bây giờ lại nuốt lời? Em cũng nói như vậy đó. Nhưng thật sai sót là mình không có ghi bằng văn bản mà chỉ nói miệng nên không có bắt bẻ họ được. Ông Hùng không trả lời mà quay điện thoại gọi ngay cho cậu Minh, trưởng phòng thiết kế. Alo, cậu Minh phải Hùng? Tiếng của Nga, vợ của Minh trả lời trong máy. Dạ, em là Nga, vợ anh Minh. Có việc gì cần anh ấy không hả sếp? Gọi cậu Minh lên công ty gặp tôi. Ngay bây giờ hả? Ngay bây giờ. Chỉ trả lời có vậy, ông Hùng mặc vội cái quần dài rồi ra xe. Quan sát chồng từ nãy tới bây giờ, bà Hà Chi mới hiểu và thương chồng gấp bội phần. Vậy mà hồi chiều bà còn trách móc ông nữa. Bà là nhà giáo nên biết chồng rất áp lực công việc, nhưng bà cũng không giúp ông được cái gì, chỉ biết lặng lẽ đi bên cạnh chăm sóc từng miếng ăn giấc ngủ cho ông mà thôi. Đến công ty thì vợ chồng cậu Minh cũng đã đứng chờ sẵn, cũng hơi bất ngờ khi thấy có mặt cả hai vợ chồng. Nhưng ông Hùng cũng không kịp nói gì mà chỉ giãy tay rồi đi thẳng lên phòng. Cuộc họp giữa hai người, ông Hùng và cậu Minh nhanh chóng được triển khai. Sau đó, hai vợ chồng cậu Minh nhanh chóng trở về phòng thiết kế. Đúng 8 giờ sáng, khi mọi người đến công ty thì đã thấy vợ chồng cậu Minh đang làm việc nên rất ngạc nhiên. Người ngạc nhiên nhất chính là cô Thư, tạp vụ. Sở dĩ như vậy vì cô thường đến sớm từ 6 đến 7 giờ để chuẩn bị dọn dẹp, nấu nước pha trà cho các phòng. Nhưng ở công ty này có một nguyên tắc là người nào biết việc người đó tuyệt đối không có tò mò hay thắc mắc gì cả, nên cô cũng không hỏi. Vì đã chuẩn bị sẵn nên cậu Minh cùng với ông Hùng và trợ lý Hải đến phòng họp với tâm trạng khá thoải mái. Khoảng 5 phút sau thì đại diện bên chủ đầu tư cũng đã tới. Nhưng có một điều kỳ lạ là ngoài 3 người ra còn có thêm 3 người nữa. Mà vừa nhìn thì ông Hùng đã nhận ra đó là đại diện của công ty bạn HJ, một đối thủ của công ty ông. Nghe nói họ cũng đang quan tâm dự án này. Sau phần giới thiệu thì công ty của ông Hùng được trình bày phương án thi công trước. Ông ngạc nhiên khi thấy cậu Hải cứ luống cuống lục tìm cái gì đó trong cái cặp, trong khi quyển hồ sơ năng lực đang để trên bàn. Thế vậy cậu Minh nhắc nhẹ. Anh sao vậy? Trình bày đi. Cậu Hải mặt tái xanh, ấp úng. Ủa, sao kỳ vậy ta? Rõ ràng tôi đã để trong cái cặp ngay phòng giám đốc mà, sao bây giờ lại... Tiếng của đại diện chủ đầu tư cất lên tỏ vẻ sốt ruột. Đề nghị đại diện công ty Hùng Phát trình bày trước. Ông Hùng quay lại phía cậu Hải lên tiếng. Có chuyện gì? Tại sao lại không có trình bày? Cậu Hải ghé sát tai ông Hùng nói nhỏ. Hồ sơ năng lực bị đánh tráo rồi, quyển này không phải. Ông Hùng hít một hơi thật dài để nén cơn giận rồi quay về phía mọi người. Bộ phận trợ lý cần phải điều chỉnh một số vấn đề nên có lẽ để công ty HJ trình bày trước. Tiếng cười chế nhạo từ phía công ty HJ làm cho ông Hùng nóng mặt. Nhưng vì trước mặt đại diện của chủ đầu tư nên ông phải kiềm chế cơn giận đang bốc ở trong đầu. Tiếng một người bên công ty HJ lên tiếng. Công ty của chúng tôi luôn làm việc chỉnh chu từ việc nhỏ tới việc lớn. Thử hỏi những việc còn con như vậy mà còn chưa có xong thì làm sao có thể thi công dự án đúng tiến độ được chứ? Lời nói như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của ông Hùng. Sau khi công ty HJ trình bày xong thì đại diện chủ đầu tư người Nhật Bản đứng dậy gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Như vậy, công ty HJ đã thắng thầu và đồng nghĩa với việc công ty Hùng Phát của ông không còn cơ hội. Khách đã ra về, nhưng cả ba người đều ngồi chết lặng ở giữa phòng. Ông Hùng ôm đầu khổ sở, thất bại. Ông vì chủ quan mà chịu cái cảnh này.
Nếu như tối hôm qua ông cũng yêu cầu cậu Hải kiểm tra lại hồ sơ thì đã không xảy ra cái chuyện gì. Tiếng của cậu Hải ấp úng. Thưa sếp, em xin lỗi. Ông Hùng muốn nổi điên. Xin lỗi? Cậu xin lỗi ai hả? Cậu biết công ty đã tổn thất bao nhiêu không? Bao nhiêu công nhân thất nghiệp? Tiền đâu để trả lương cho người ta đây? Tại sao không có mang theo người mà lại hớ hênh để trong phòng vậy hả? Nói đến đó, ông Hùng giật mình bởi tại sao cặp tài liệu để trong phòng ông mà lại có kẻ vào đánh tráo. Ai đã vào phòng ông tối hôm qua? Rõ ràng lúc hơn 20 giờ ông còn đến trao đổi với cậu Minh mà. Lúc đó ông không có để ý cái cặp mà cậu Hải để vào chỗ nào. Vậy ai mà lại biết chứ? Quay sang cậu Hải đang đứng cúi đầu, ông nói như quát. Gọi cậu Trung tổ trưởng bảo vệ và cô Thư tạp vào đây, gặp tôi. Chỉ mấy phút sau, cô Thư và cậu Trung bảo vệ có mặt. Cô Thư trình bày trước rồi lui ra vì tối qua ông có đến mở khóa vào phòng. Còn cậu Trung ở lại trình bày. Theo như Trung nói thì tối hôm qua vào khoảng hơn 18 giờ tối, cậu Việt Dũng con ông có đi cùng một cô gái vào công ty nói lấy cái đồ gì đó để quên. Sau khoảng 30 phút thì hai người trở ra và đi đâu không biết. Nghe cậu Trung bảo vệ nhắc đến Việt Dũng con trai ông có ghé vào công ty mà lại đi cùng một cô gái, thì ông Hùng đã hiểu người đó là ai. Bởi mới lúc chập tối thì Kiều Tiên đến nhà chơi nhưng không hiểu lý do gì mà vội xin phép ra về, và con trai của ông cũng vội vàng ra theo. Đến hơn 20 giờ khi cậu Hải gọi cho ông nói về yêu cầu của chủ đầu tư về cái bản vẽ thiết kế thì con trai của ông cũng chưa thấy về. Vậy có nghĩa lúc rời khỏi nhà thì Diệt Dũng và cô ta có đến đây và đã vào phòng của ông. Nhất định đã có một kịch bản được dàn dựng từ trước mà ông không có lường được. Nhưng thật tình, ông không thể ngờ được con trai của ông lại sa vào lưới tình của cô ta. Ông đang muốn biết thật ra cô ta là ai, tại sao lại nhắm vào gia đình của ông chứ? Ông già rồi thì không nói, nhưng còn con trai của ông, Việt Dũng là tất cả hy vọng của vợ chồng ông. Bây giờ con trai đang đi sai đường. Ông biết khuyên nhủ như thế nào đây để con hiểu mà nghe lời. Thấy mặt của sếp tái mét, mồ hôi đổ ra đẫm gương mặt, thì Hải và Minh hốt hoảng. Sếp có sao không? Em đưa sếp về phòng nghỉ nghe. Cậu Hải là người day dứt nhất, cũng chỉ vì một chút chủ quan mà hậu quả thật khôn lường. Nhưng có một điều là những lần trước sau khi chuẩn bị xong hồ sơ thì cậu cũng để ở phòng giám đốc trong công ty mà có sao đâu. Cớ sao bây giờ lại bị đánh tráo chứ? Nhưng ai mới là người đánh tráo nó? Tại sao khi nghe cậu Trung nói lúc tối cậu Dũng, con của sếp vào công ty cùng một cô gái, thì sếp có vẻ mất bình tĩnh? Như vậy, chuyện đánh tráo hồ sơ liệu có liên quan gì đến cậu Dũng vào đây không? Chợt điện thoại của ông Hùng đổ chuông. Ông nói với cậu Hải. Cậu coi ai gọi đó? Dạ, màn hình lưu tên Quang. Ông Hùng nói giọng mệt mỏi. Cậu nghe điện thoại đi, nói ông Quang đến gặp tôi ngay. Cậu Hải vội ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau quay vào nói với ông. Bác Quang nói sẽ tới ngay, em đã trình bày sự việc mới xảy ra rồi. Được, cậu ra ngoài để tôi nằm nghỉ một lát đi. Rất nhanh, chỉ hơn nửa tiếng sau thì ông Quang cũng tới. Vì qua cậu Hải thì ông đã nắm được nội dung xảy ra sự việc, nên ông chưa vội vào gặp ông Hùng mà cho người thu giữ hết các camera dọc lối đi từ ngoài vào đến phòng của ông Hùng. Sau đó ông mới vào phòng nói chuyện. Vừa nhìn thấy nét mặt phờ phạc của bạn mình, ông Quang cảm thấy xót xa. Tụi nó ra tay nhanh quá. Ông Hùng vẫn có vẻ xuống sức. Thấy ông Quang đến thì ngồi dậy. Đau lắm ông ơi. Dự án này tôi đã theo đuổi gần 2 năm trời. Không ngờ đến phút chót lại lọt vào tay của người khác. Vỗ vai bạn động viên, ông Quang nói. Ông giữ sức khỏe và phải hết sức bình tĩnh đi. Tôi đã cho tháo gỡ hết camera dọc lối đi và phòng của ông rồi. Ngồi với ông một lát xong tôi sẽ làm việc với bảo vệ. Ai là người trực đêm qua? Ngoài cậu Dũng vào công ty thì còn ai nữa? Nhất định là cô ta. Nghe bảo vệ nói có liên quan đến thằng Dũng mà tôi không có còn tinh thần nào nữa. Bây giờ có nên gọi cho nó hay không? Chưa có vội đâu. Chúng ta chưa có nên hành động. Để tôi kiểm tra camera rồi mới quyết định được. Mất hợp đồng này đau lắm ông à. Ông Quang trấn an bạn. Bình tĩnh đi ông ơi. Còn tôi ở đây mà. Trước tiên phải tìm ra ai là người đã đánh tráo hồ sơ. Sau đó sẽ biết được mục đích của chúng.
khi đã có đầy đủ nhân chứng vật chứng thì sẽ phát thông báo gửi cho chủ đầu tư nước bạn yêu cầu tạm dừng hợp đồng và thời gian thi công, hủy hết kết quả thầu nếu có vi phạm. Ông Hùng tỏ ra mệt mỏi. Cũng chỉ vì không có muốn cho Hà Chi biết rồi hiểu lầm mà tôi bị cô ta uy hiếp đó. Có lẽ hôm tôi nói sẽ nhờ bên cơ quan điều tra nhà hàng xem ai là người đưa tôi vào đó, nên cô ta quay sang tiếp cận con trai của tôi. Tất cả cũng chỉ vì là dự đoán thôi. Ông phải hết sức bình tĩnh thì mới điều tra ra được. Tôi yêu cầu ông im lặng. Chưa có công bố công khai bất kỳ một sự việc nào để chúng tôi làm việc. Khi nào có kết quả của cơ quan điều tra rồi tính sau. Ông Hùng còn biết nói cái gì nữa khi chính con trai của ông đã sập bẫy của cô ta. Ông lo sợ đến một ngày nào đó mà vợ ông biết được cái clip mà cô ta đã đưa cho ông coi. Ông thương Hà Chi đã hy sinh vì ông rất nhiều, mang tiếng lấy chồng, nhưng bà ít khi được gần chồng. Giờ đây, nếu như được xem cái clip đó, liệu bà có còn tin ông và nghị lực để vượt qua hay không? Và có một điều ông biết chắc chắn rằng bà rất đau khổ khi nghĩ rằng chồng mình đã phản bội. Lúc này, Việt Dũng đang tận hưởng những phút giây hạnh phúc bên người yêu Kiều Tiên xinh đẹp tại thành phố biển Vũng Tàu. Sở dĩ tối hôm qua anh ghé công ty để lấy cặp kiến mát vì sáng nay anh và Kiều Tiên sẽ đi tắm biển ở Vũng Tàu từ sớm. Cô luôn e thẹn núp vào vùng ngực săn chắc của người tình, làm cho anh càng muốn được chở che, bảo vệ. Bỗng tiếng cô thỏ thẻ. Mẹ của anh dễ thương, nhưng còn ba anh thì... Kéo đầu người yêu dựa vào ngực mình, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, anh cười. Anh lại thấy ba anh dễ lắm, hễ khi nào đi công trình xa nhà thì không có nói, chứ ở nhà thì chiều mẹ anh như bà Hoàng đó. Vậy sao hôm qua, hay là ba không muốn em quen anh? Đâu có đâu, chiều qua công ty có buổi làm việc với chủ đầu tư người Nhật, chắc công việc chưa có xong nên ba đau đầu. Ba già rồi nên được nghỉ ngơi, anh thấy ba làm được mà. Anh mới về nước được có 6 tháng à, nên còn bỡ ngỡ, cần thêm thời gian nữa em ơi. Bỗng Kiều Tiên ôm lấy cổ anh kéo xuống, giọng thì thầm. Em đói quá nè, mình vào khách sạn ăn đi. Anh vô ý quá, để em phải đói nữa. Hai người dìu nhau vào khách sạn. Trong lúc Việt Dũng đi lấy đồ ăn, thì Kiều Tiên nhanh tay bỏ gói thuốc kích dục vào ly nước của anh, rồi giả bộ gục đầu xuống bàn, tỏ ra mệt mỏi. Khi quay về, thấy cô đang gục xuống bàn, anh hốt hoảng. Em mệt lắm phải không? Ráng ăn một chút xíu rồi vào phòng nghỉ. Chiều nếu khỏe thì hãy tắm, còn mệt thì thôi. Anh cũng ăn lẹ lên nghe, em đói rồi. Được, đừng có lo cho anh. Việt Dũng vẫn vô tư ăn uống mà không biết rằng mình đã lọt vào cái bẫy mà cô ta đã giăng ra. Khi thấy anh có vẻ bức rứt thì cô biết anh đã bắt đầu ngấm thuốc. Việt Dũng lảo đảo đi theo người yêu. Anh chỉ muốn về phòng thật nhanh, muốn được ngâm mình trong bể tắm hay làm một cái gì đó mà anh chưa từng trải qua. Khi cánh cửa phòng vừa mới khép lại thì cô nhanh chân chạy vào nhà tắm, nhưng cánh cửa thì cố tình quên không có đóng. Ở bên ngoài anh cũng đứng ngồi không yên, toàn thân nóng bừng và bức rứt khó chịu. Anh muốn vào ngâm mình trong bể tắm, nhưng cô vẫn còn ở trong đó nên cố gắng đi đi lại lại mà không ngồi yên được. Chợt tiếng của cô vọng ra. Anh ơi, đem giùm em cái khăn tắm. Diệt Dũng lấy cái khăn đem vô, nhưng cửa không đóng nên anh nhìn thấy thân thể cô không có một mảnh vải thì không cầm được lòng nữa. Anh cởi bỏ nhanh quần áo rồi lao vào phòng. Thấy người yêu như vậy thì cô tỏ ra lo sợ. Nhưng cô càng vùng vẫy thì lửa tình trong anh càng bùng cháy dữ dội. Anh ẵm xốc cô lên giường và rồi... Khi thấy anh mệt mỏi buông thân mình ra thì cô lấy từ trong giỏ sách ra một cái kim băng nhẹ châm vào đầu ngón tay áp út. Nặng ra mấy giọt máu nhỏ xuống tấm ga giường màu trắng. Xong việc cô nằm ôm anh giả vờ ngủ. Tỉnh dậy, Việt Dũng thấy mình và người yêu không một mảnh vải che thân thì anh đã hiểu mình và cô gái vừa mới trải qua những phút giây mặn nồng. Nhìn cô đang ngủ bên cạnh như con thỏ non ngây thơ rất cần anh bảo vệ. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi lẳng lặng đi vào phòng tắm. Chợt nhìn thấy mấy giọt máu trinh của cô gái trên giường, Việt cũng vô cùng xúc động. Anh thầm hứa với bản thân sẽ chăm sóc cô chu đáo. Anh sẽ thưa với ba mẹ cho cô có một danh phận. Chắc là mẹ anh sẽ vui lắm. Từ trong nhà tắm đi ra,
thấy Kiều Tiên đang cuộn tròn trong cái mình khóc thút thít, Việt Dũng vội ôm cô vào lòng. Anh say quá cho nên xin lỗi em. Bây giờ phải làm sao? Mặc kệ anh đó, anh không biết đâu. Em đừng có quá hoảng sợ, anh sẽ về thưa với ba mẹ cưới em. Anh là người đàn ông em trao cả cuộc đời con gái, thì có nghĩa em đã là người của anh rồi, bây giờ anh đi đâu thì em theo đó. Được mà, anh sẽ cưới, chờ anh nghe. Hai người lại ôm nhau trao cho nhau những nụ hôn và những lời yêu thương say đắm. Hình như họ chỉ biết có nhau, cho dù vũ trụ xung quanh có muôn hình muôn vẻ, nhưng lúc này với họ cũng đều trở nên vô nghĩa. Sau khi đưa Kiều Tiên ra về, Diệt Dũng vội quay xe trở về nhà. Anh bỗng cảm thấy sốt ruột, phần thì muốn biết kết quả hợp đồng thế nào. Tối hôm qua, anh chỉ nghe mẹ nói rằng ba rất bức xúc về cái bản vẽ thiết kế đó, nên đến công ty ngay trong đêm. Vừa nhìn thấy mẹ, anh chưa kịp hỏi, thì mẹ đã giơ ngón trỏ ra trước miệng, ra dấu im lặng, rồi chỉ vào phòng. Việt Dũng thấy vậy liền hỏi, ba về chưa mẹ? Ba con về rồi, nhưng có vẻ mệt lắm, không biết tình hình hợp đồng thế nào. Chắc sức khỏe của ba không có tốt thôi, để ba nghỉ một chút sẽ khỏe mà. Nhưng không ai hiểu ông Hùng bằng bà. Nhiều lần ông bệnh, nhưng vì không muốn bà lo, cho nên vẫn cố tỏ ra bình thường. Nhưng lần này thì khác, nhìn ông mệt mỏi như vậy thì chỉ có công việc mới làm cho ông gục ngã như vậy thôi. Bà nói với con trai, thôi con vào phòng thay đồ rồi xuống ăn cơm, để mẹ nấu cho ba con tô cháo thịt bằm. Dạ mẹ. Vừa lên tới phòng, anh chưa kịp thay đồ thì cô đã gọi tới. Alo, anh mới lên phòng nè. Ủa sao vậy, anh về nãy giờ rồi mà. Ừ, anh ở dưới nói chuyện với mẹ anh xíu. Kiều Tiên cười giòn tan. Vậy anh xin ba mẹ cho anh cưới em rồi hả? Không phải, anh nghĩ cái chuyện đó để lúc khác, vì hôm nay ba không có khỏe. Bác trai bệnh hả? Chắc là công việc sau đó, cho nên vừa mới về tới nhà là lên phòng luôn rồi. Có gì ngày mai anh sẽ hỏi. Đó, anh thấy em nói có đúng không? Người già rồi thì bàn giao cho con rồi nghỉ thôi, ham gì nữa. Kiều Tiên cúp máy, bởi bên cạnh cô ta có người đang úp mặt vào ngực mà cắn ngấu nghiến. Hai bàn tay của hắn cũng không có để yên, làm cho cô sung sướng. Đôi mắt liêm diêm mơ màng về một ngày nào đó, cô chính là chủ nhân của tập đoàn Hùng Phát. Xe đưa đón, và lúc đó biết bao chàng trai vây quanh tôn dương nữ hoàng sắc đẹp, nhất định sẽ có ngày đó. Cô nở một nụ cười. Việt Dũng mở cái loa ngoài điện thoại để vừa thay đồ vừa nói chuyện với Kiều Tiên. Ông Hùng nằm ở phòng bên cạnh, nghe tiếng nói to của con trai thì chú ý. Ông giật mình khi nghe thấy tiếng nhắc đến chuyện cưới xin thì vội ngồi dậy. Tiếng của Dũng vẫn vô tư cười nói hoang hoang, làm ông vô cùng lo lắng. Con trai của ông mới về nước được hơn nửa năm, vậy mà cô ta đã tiếp cận rồi, không biết con trai có bị mắc bẫy giống như mình không? Phòng bên, Diệt Dũng đã ngừng nói chuyện điện thoại, mà ông vẫn ngồi thu lưu ở trên giường trong cái sự bế tắc và đau khổ. Ông thấy mình thật vô dụng khi biết rằng gia đình đang rơi vào tình huống có thể dẫn đến tan vỡ nếu như không có hướng xử lý. Nhưng bây giờ ông biết xử lý như thế nào khi chính ông lại cũng là nạn nhân của cô ta. Bây giờ, lời ông nói ra liệu có ai tin không? Nhất là bà Hà Chi khi được xem cái clip đó thì sao? Ông muốn ngăn cái đám cưới này lại, nhưng bằng cách nào khi mà vợ và con trai đều đồng ý? Bỗng chuông điện thoại đổ từng hồi dài làm cho ông giật mình. Dạo này ông luôn phập phồng lo sợ mỗi khi có tiếng chuông điện thoại kêu. Kể từ sau cái đêm đó, từ một người dám nghĩ dám làm mà bây giờ ông bỗng trở nên người nhút nhát, bị động trong từng cử chỉ và hành động. Ông muốn làm một cái gì đó để giải phóng những ức chế của bản thân mà ông tưởng như quả núi nó đang đè nén tâm trí của ông đến ngạt thở. Tiếng ông Quang nói to trong máy mà chính ông còn không biết mình đã bấm nút nghe từ bao giờ. Ông Hùng như dứt khỏi cơn mê ấp úng. Alo. Tiếng của ông Quang ngạc nhiên, không tin ở tai mình nên hỏi lại. Xin hỏi ai ở đầu dây cho tôi gặp ông Hùng? Tôi đây. Sao ông sao vậy? Gặp tôi ngay.
Điểm hẹn vẫn là quán cà phê đó, nơi mà ông chứng kiến cô ta và gã trai lạ. Khi ông đến nơi, thì ông Quang đã ngồi sẵn ở một bàn ngay ở cửa ra vào. Khi ông định ngồi xuống cái ghế đối diện, thì ông Quang lại đứng dậy kéo ông vào phòng máy lạnh và đóng cửa. Ông Hùng cứ như người mộng du, để mặc cho bạn mình muốn kéo đi đâu cũng được. Thế vậy, ông Quang quát lên. Ông sao vậy? Coi chừng tôi lên sân thượng nện cho một trận bây giờ đó. Ông thử nhìn lại coi, bộ quần áo từ sáng tới bây giờ vẫn chưa có thay chu lè chu lét à. Vậy từ hồi giờ, ông đã làm cái gì? Hay dẫn dắt cái bộ mặt này đi hết chỗ nọ chỗ kia, hả? Rồi mọi người sẽ đánh giá ông ra làm sao? Ông đánh tôi đi. Đánh một trận thật đau, giống như hồi còn đi học ông hay bắt nạt tôi đó. Thay vì cú đấm hay cái tát của kẻ hay bắt nạt người yếu thế, mà là cái ôm chia sẻ cảm thông của tình bạn. Chính ông Quang cũng không kìm được xúc động, tay ôm bạn mình, nhưng mặt ông lại ngửa lên như cố gắng nuốt những giọt nước mắt đang trực trào ra. Giọng của ông nghèn nghẹn. Bình tĩnh, chúng ta bây giờ phải hết sức bình tĩnh. Trận chiến này kẻ thù trong bóng tối, chúng đang âm mưu gì thì chúng ta cũng chưa có đoán được. Nếu chỉ vì muốn chiếm hợp đồng, thì không có việc gì chúng lại tấn công cả vợ con ông. Rõ ràng là một âm mưu khác. Tại sao chúng lại có cái clip đó? Ai đã cung cấp? Không thể bỏ qua trách nhiệm của nhà hàng. Chúng tôi đang điều tra một vụ án khác nên chưa thể đánh động đến chỗ này. Việc bây giờ là tìm cách giải quyết chuyện gia đình. Khi cháu Dũng chưa có thưa chuyện cưới cô gái đó thì ông nên im lặng hoặc trì hoãn kéo dài. Nhưng tôi sợ con trai của tôi cũng dính vào bẫy của cổ. Chuyện yêu đương của lũ trẻ thì ông làm sao mà ngăn cấm được. Tốt nhất bây giờ ông nên nhập viện. Đến lượt ông Hùng hốt hoảng la lên. Ông sao vậy? Tôi có bệnh gì đâu mà nhập viện. Mà bệnh viện nào chứa tôi chứ? Việc đó để cho tôi lo. Nói rồi ông Quang lấy điện thoại gọi cho bác sĩ viện trưởng Vũ Thành. Alo. Ông cố ý mở cái loa ngoài cho ông Hùng nghe. Tiếng bác sĩ Thanh ở đầu dây bên kia có vẻ ngạc nhiên. Hình như tôi nghe lầm. Người bận rộn mà nay cũng có thời gian nhớ đến tôi nữa hả? Ông đừng có nói bệnh viện tôi xảy ra chuyện gì nghe. Có đó. Ông cho xe tới quán cà phê nhận một bệnh nhân tâm thần về bệnh viện điều trị vài ngày. Lầm rồi ông cán bộ ơi. Đây là bệnh viện đa khoa chứ không phải là bệnh viện tâm thần. Và bây giờ tôi triệu tập đúng 30 phút ông có mặt ở quán cà phê thì ông có chấp hành hay không? Chấp hành. Ở đó chờ tôi. Tắt điện thoại, ông Quang quay sang ông Hùng đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì. Ông ngạc nhiên thì phải thôi. Chỉ có ông nhập viện thì thằng Dũng mới không có nghe lời cô ta để thưa chuyện cưới xin. Tôi sẽ gặp nó để nói chuyện. Nhưng còn công việc ở công ty và vợ của tôi, ông vẫn chỉ đạo mọi công việc như thường. Còn bà Chi thì cũng vào bệnh viện thăm chồng. Trước mắt ta phải dùng cái cách này để quản binh, chờ kết quả điều tra rồi tính sao. Nhưng mà nhập viện ngay bây giờ hả? Tôi còn nhiều việc phải giải quyết. Vậy thì ông về đi. Về rồi trả lời thằng con thế nào về đám cưới. Tôi nói không có đồng ý. Lý do? Không lẽ ông nói ông từng ngủ với cổ? Nếu cô ta đưa bằng chứng kia ra thì ông có giải thích được hay không? Lúc đó ông quá ra một cái thằng khờ với mọi người đó. Một người chồng người cha tồi trong mắt vợ con. Và hậu quả thế nào thì ông biết rồi đó. Ông Hùng ôm đầu im lặng. Tất cả những điều ông Quang vừa mới nói hoàn toàn đúng. Nếu lúc này mà ông không có bình tĩnh để nhận ra từng vấn đề thì sẽ dễ dàng sa tiếp vào cái cạm bẫy của chúng. Và lúc đó gia đình sẽ trở thành bi kịch. Như chợt nhớ ra điều gì, ông nói với ông Quang. Ông chờ tôi một chút. Ông Thành sắp tới rồi, ông còn định đi đâu nữa? Tôi lên ngân hàng khóa tất cả tài khoản. Ông Quang cười cười. Đúng là nhà giàu nhiều tiền mà, lúc nào cũng lo. Chứ như tôi đây nè, thì tiền đâu mà khóa. Thôi được, chờ ông Thanh tới rồi đi. Kẻo ông tới mà không thấy thì dễ cho tôi bị một mũi thuốc độc cũng nên nè. Đang lo lắng mà khi nghe ông Quang nói làm ông Hùng cũng phải cười. Đúng lúc này thì ông Thanh tới. Vừa bước vào phòng nhìn thấy ông Quang cùng một người đàn ông mà không cần giới thiệu ông cũng biết đó là ai. Bởi chính cái bệnh viện của ông cũng do công ty Hùng Phát là tổng thầu xây dựng. Và hàng năm công ty đều trích quỹ hỗ trợ người nghèo. Nay ông Quang kêu ông đến chở người vào bệnh viện thì người đó là ai? Cho là ông Quang đùa giỡn nên ông Thanh tỏ vẻ không vui. Tôi thì đang bận mà ông còn đùa được hay sao? Một chút hụt hẫng,
nhưng nét mặt của ông Quang tỏ ra nghiêm túc. Tôi có chuyện cần bác sĩ giúp đỡ. Rồi ông nói tóm tắt tình hình gia đình ông Hùng bây giờ, và việc phải vào nhập viện cũng là một bí mật trong chuyên án mà cơ quan điều tra đang tiến hành. Hy vọng bệnh viện hỗ trợ. Nghe xong ông Thanh áy náy. Thiệt tình là tôi cũng nóng vội quá, xin lỗi hai bạn vàng, tôi sẵn sàng ủng hộ mạnh thường quân của bệnh viện. Ông Hùng quay sang nói với bác sĩ Thanh. Bác sĩ cho tôi quá gian đến ngân hàng làm một số việc, xong tôi theo xe về bệnh viện luôn. Nhìn bạn mình ra xe theo bác sĩ Thanh mà lòng ông Quang thắt lại. Ông quý ông Hùng bởi cái tính hiền lành ham học hỏi. Cái chuyện của Diệt Dũng và cô gái tên Kiều Tiên đi Vũng Tàu và làm những gì ông đều đã nghe báo cáo. Nhưng có một điều khó hiểu là theo camera tại công ty ghi lại thì hai người có đến đúng như bảo vệ báo cáo. Nhưng camera trong phòng ông Hùng thì không thấy việc cô ta có lấy và mở cái cặp, mà chỉ thấy hai người vào phòng một lúc rồi cô ta đi ra cùng với cậu Dũng. Vậy cái cặp để ở đâu và ai là người lấy quyển hồ sơ? Chợt nhớ ra điều gì nên ông gọi cho cậu Cường trinh sát. Theo dõi cậu Hải trợ lý của ông Hùng rồi báo cáo cho tôi. Ông Quang chưa về dội mà ngồi làm việc luôn trong phòng tại quán cà phê. Ông muốn sau khi ông Thanh báo cáo đã xong thủ tục nhập viện cho ông Hùng thì sẽ gọi cho Diệt Dũng vào nói chuyện. Ông biết cậu Dũng là một chàng trai hiểu chuyện, thông minh và có hiếu. Từ suy nghĩ của Dũng, ông mới lựa lời để nói chuyện. Nếu vội vàng sẽ rất dễ hiểu lầm. Hơn nữa, dù sao ông cũng là người ngoài, mà việc quan tâm đến gia đình của bạn mình cũng là chuyện thường tình. Ông Hùng được bố trí nằm điều trị ở phòng VIP trong bệnh viện. Ông Quang cử một trinh sát mặc áo blue trắng trong vai bác sĩ chăm sóc, nhưng mục đích để bảo vệ. Ông Quang đặt nghi vấn người trong bóng tối không chỉ một dự án mà còn mục đích khác nữa. Vậy mục đích đó là gì? Tại sao ông Hùng lại lo sợ mà phải khóa tài khoản ngân hàng trước khi nhập viện? Tất cả những việc đó, ông đều phải có câu trả lời. Một lát sau thì cậu Dũng tới. Cậu ta hết sức ngạc nhiên khi thấy bác Quang bạn của ba hẹn đi uống cà phê. Cũng lâu lắm rồi, Dũng cũng không gặp bác. Chính vì vậy khi nhận được cuộc gọi thì cậu nhận lời ngay. Vừa mới bước vào phòng nhìn thấy ông Quang là cậu Dũng lễ phép. Bác Quang, cháu chào bác. Ông Quang cũng đứng dậy bắt tay thân mật. Chàng trai, này khác quá hả? Khác là sao hả? Cháu già rồi phải không? Vậy thì cháu phải tranh thủ lấy vợ thôi. Ông bỗng dò hỏi. Vậy đã tìm được đối tượng nào chưa? Trong cơ quan bác có mấy cô đẹp lắm, bác giới thiệu cho cháu nghe. Diệt Dũng vừa cười vừa xua tay. Bác ơi, các cô ấy giỏi võ, mai mốt đi nhậu về đánh cháu chết đó. Đàn ông con trai mà nhát vậy hả? Làm bác thất vọng rồi đó. Một lát sau Dũng nói. Báo cáo với bác là cháu cũng mới quen một em sinh viên học quản trị kinh doanh mới ra trường, dễ thương lắm bác à. Cháu là bác hơi tò mò đó nghe. Cô gái nào mà hớp được hồn cháu tôi vậy nè, nói cho bác nghe coi. Chắc chắn phải đẹp lắm, đúng không? Dạ, cũng đẹp đó bác. Lại ngoan nữa, mẹ cháu chỉ ưng con dâu hiền thôi. Con nghĩ vậy là tốt đó. Vậy nhà cô ta ở đâu? Ba mẹ làm cái gì? Cổ học trường nào và tốt nghiệp năm nào? Trời đất ơi, bác cha hỏi cháu giống như là tội phạm đó. Làm sao cháu biết cái điều đó chứ? Miệng nói với ông Quang, nhưng chính Việt Dũng cũng giật mình. Tuy bác Quang hơi có một chút gì đó bệnh nghề nghiệp, nhưng những điều bác ấy vừa mới nói ra hoàn toàn đúng. Anh cũng không hỏi mà cũng không nghe Kiều Tiên nói về gia đình, mà anh chỉ biết cô ta đang ở nhà thuê bình dân. Nhiều khi vì tế nhị nên anh cũng không có hỏi. Mỗi lần đi chơi, anh đều đón cô ở ngoài đường. Tính của Kiều Tiên luôn nhã nhặn và không có ngang bướng như các cô gái khác mà anh đã gặp trước đây. Việt Dũng lúng túng trước câu hỏi của bác Quang về trường học của cô gái. Tất cả những điều đó anh đều nghe cô nói lại. Nhưng anh bỗng giật mình và vô cùng lo lắng khi nghĩ đến lần cùng cô đi chơi ở Vũng Tàu. Cũng vì quá chủ quan và ham vui mà anh đã qua đêm với cô. Nếu như lý lịch cổ có thế nào thì anh phải làm sao? Trước tiên anh phải kín đáo mà điều tra, bởi nếu không khéo thì rất dễ mang tiếng sở khanh, hại đời con gái trong trắng rồi bày vẽ điều tra này nọ để tìm cách chối bỏ trách nhiệm. Mà với cô thì anh hoàn toàn không muốn như vậy. Thấy Việt Dũng lúng túng khi nghe những câu hỏi của ông mà không trả lời được, chứng tỏ cậu ta tìm hiểu cô gái này hết sức sơ sài. Ông Quang nghiêm nét mặt.
cháu cũng đã tìm hiểu cổ, nhưng ngay cả cha mẹ là ai, quê ở đâu, học ở trường nào thì cháu cũng không biết. Vậy thì cháu yêu cái gì? Trong khi ba bệnh đang nhập viện thì cháu vẫn vui vẻ đưa người yêu đi nghỉ mát ở Vũng Tàu. Vừa nghe ông Quang nói như vậy, Việt Dũng vội đứng lên. Bác nói sao? Ba cháu đang ở nhà nằm trong phòng mà. Cháu gọi về cho mẹ hỏi xem ba còn nằm ở trong phòng đó không. Việt Dũng hấp tấp lấy điện thoại gọi cho mẹ. Alo, mẹ ơi. Gì đó con, sao đang ở trong phòng mà cũng gọi cho mẹ? Dạ, con đi ra ngoài rồi. Đi hồi nào mà mẹ không hay? Dạ, con thấy mẹ đang nghỉ nên con không có gọi. Tiếng của bà Chi có vẻ lo lắng. Hết cha rồi tới con, cứ đi tối ngày à. Còn ba mày nữa, tưởng nằm ở trong phòng ai về cũng đi đâu mất tiêu à. Diệt Dũng rụng trời. Như vậy, những lời bác Quang nói là hoàn toàn chính xác. Anh vội cúp máy, rồi quay sang phía ông Quang tỏ ra có lỗi. Ba cháu bây giờ đang ở bệnh viện nào hả? Cháu xin cảm ơn bác. Hồi sáng bác gọi cho ba cháu hẹn uống cà phê. Bởi dạo này bác thấy ông ấy thần sắc yếu quá. Hơn nữa lại bị công ty AJ giành mất hợp đồng nên tinh thần suy sụp. Bác vừa nói cái gì? Hợp đồng đó chủ đầu tư đã đồng ý giao cho công ty cháu làm tổng thầu rồi mà. Chắc chắn rồi, đúng không? Vậy mà nó lại rơi vào tay đơn vị khác đó. Hồi tối hôm qua khoảng hơn 18 giờ cháu cùng với cô gái đi vào công ty làm gì? Có cái gì không? Cháu cứ trả lời bác đi rồi sẽ nói sao. Cháu, vì sáng mai cháu hẹn người yêu đi Vũng Tàu sáng sớm cho nên, nhưng chợt nhớ cái kiến bác còn để trong công ty nên cháu ghé lấy. Ông Quang hỏi tiếp. Cháu là phó giám đốc, chắc hẳn là phòng làm việc riêng, vậy tại sao kiến bác lại để trong phòng của ba cháu? Dạ không, cháu chỉ ghé qua phòng ba cháu một lát để giới thiệu bạn gái rồi hai đứa trở về phòng. Vậy cháu có nhìn thấy cái cặp nào ở trong phòng của ba cháu không? Không cần suy nghĩ, Diệt Dũng trả lời ngay. Dạ không, cháu có thể khẳng định như vậy, bởi mặc dù chỉ ghé qua, nhưng cháu thấy các bàn trống trơn, không có cái cặp da hay giấy tờ gì. Vậy là đã rõ, như vậy có thể hiểu cậu Hải trợ lý đã không để cái cặp có hồ sơ năng lực ở trong phòng ông Hùng. Nhưng nếu như vậy, thì tại sao cậu ta lại khai rằng hồ sơ bị đánh tráo ngay trong phòng giám đốc? Thấy Việt Dũng nôn nóng muốn ra ngoài, ông Quang vẫy tay. Cháu về chở mẹ đến bệnh viện với ba đi, cố gắng đừng có làm cho bà ấy lo lắng. Dạ, cháu xin phép. Việt Dũng vừa rời khỏi thì ông Quang cũng nhanh chóng ra ngoài. Ông không về cơ quan mà chạy đến công ty Hùng Phát. Thấy cậu Trung bảo vệ đang đứng ngoài cổng nên ông vẫy tay. Cậu đi với tôi. Hai người đi thẳng vào phòng làm việc của Việt Dũng. Chợt ông Quang hỏi cậu Trung. Camera phòng này đâu? Cậu Trung theo quán tính giơ tay chỉ về phía góc phòng đối diện cửa, nhưng cả hai đều ngạc nhiên khi thấy một quả bóng bay màu xanh đậm rất lớn mà ai đó thả bay đúng vào vị trí đặt camera nên che hết tầm nhìn. Ông Quang tỏ ra tức giận, quay về phía cậu bảo vệ nói gần như quát. Gỡ nó xuống đây! Bị quát bất ngờ, cậu Trung luống cuống lấy cây khiều qua bóng xuống, nhưng ông Quang lại quát. Cậu có hiểu tôi nói cái gì không hả? Tháo cái camera xuống đây! Lấy cái trái bóng đó xuống làm cái gì? Em xin lỗi. Sau khi camera tháo xuống và được niêm phong, ông Quang yêu cầu cậu Trung ngồi lại để ông hỏi một số việc. Chợt mắt ông Quang nhìn qua tấm kính trong tủ thì giật mình khi thấy mắt của cậu Trung bảo vệ cứ lấm la lấm lét nhìn trộm mình. Nhưng khi ông nhìn về phía cậu thì lập tức anh ta lại quay đi. Ông liền xoay người lại bắt đầu hỏi. Tối hôm đó, những người nào trực bảo vệ? Dạ em, chú Hải, cậu Tư, chú Hảo trực cổng, còn em và cậu Tư thì đi vòng xung quanh. Ai đi về phía khu vực này? Dạ em. Vậy cậu có biết ai đã thả cái bóng này không? Khi đi tuần thì cậu có phát hiện ra không? Dạ em chỉ đi vòng ngoài hành lang, còn không có vào phòng nên không biết. Vậy chắc camera hành lang sẽ có ghi hình của cậu chứ? Khi ông hỏi đến đó, thì cậu Trung run rẩy đứng không vững, miệng lắp bắp không nói nên lời. Thế vậy ông Quang chỉ thẳng mặt cậu ta mà quát. Là cậu làm, đúng không? Ông Hùng đối xử tốt như vậy mà cậu lại đi phản ông ta là sao, hả? Dạ, không phải em. Nếu không phải cậu thì là ai? Xin sếp tha cho em còn mẹ già và con nhỏ nữa.
Tình Trung lết lại gần, nói tên của một người nào đó với ông Quang. Nghe xong, thái độ ông Quang hình như không có gì là bất ngờ. Ông lẳng lặng rút từ trong túi ra cái còng số 8 và nhanh chóng bập vào cổ tay hắn. Rời công ty Hùng Phát ra về với tâm trạng vô cùng nặng nề. Ông Quang định chạy về cơ quan để giải quyết một số việc, nhưng không hiểu sao ông lại lái xe chạy về phía bệnh viện nơi ông Hùng vừa mới nhập. Bỗng, ông nhìn thấy cái xe bán tải màu trắng đang chạy về phía trước rất quen. Sở dĩ ông nói như vậy vì không phải do biển số xe mà là vết xước dài ở phía sau, nên ông liền đuổi theo. Khi đi đến gần cổng bệnh viện thì chiếc xe chạy chậm vào sát lề đường và dừng lại. Điều làm ông ngạc nhiên hơn nữa là hai người từ trên xe bước xuống nhưng lại đi cách xa nhau như không hề quen. Và cô gái đó chính là Kiều Tiên, cô gái mà Việt Dũng đang tìm hiểu. Lưỡng lự vài giây, bây giờ ông đuổi theo chiếc xe hay vào bệnh viện cùng với cô gái đây? Ông vội gắn tai nghe và điện cho cậu Cường, người đang trong vai bác sĩ bảo vệ ông Hùng. Alo, em nghe. Cậu vẫn ở bên ông ấy chứ? Dạ. Tôi nói tóm tắt, cô ta vừa mới xuống cùng một người đàn ông đội nón lưỡi trai màu đen, cậu tuyệt đối không có được rời vị trí. Dạ. Nói xong, ông tắt điện thoại rồi tập trung lái xe. Hình như tài xế chiếc xe đó phát hiện có người đuổi theo nên hắn tấp vào một cây xăng. Tức thì ông Quang cũng chạy tới nơi, nhưng ông thất vọng khi người tài xế không phải là chủ xe và cũng là người mà ông đang cần tìm. Nhìn cái vết xước sau đuôi xe làm cho ông Quang nhớ lại cuộc đuổi bắt ở vùng biên giới tỉnh An Giang. Hồi đó, ông là đội trưởng chuyên vây bắt bọn buôn lậu và buôn ma túy qua biên giới. Lần đó, ông Quang may mắn khi bị một viên đạn sượt qua tai, nhưng không sao. Và vết xước ở đuôi xe đó chính là viên đạn do ông bắn khi bọn chúng lên xe tháo chạy. Ông Hùng sửng sốt khi nhìn thấy Kiều Tiên đi cùng với Việt Dũng, con trai của ông, từ ở ngoài đi vô. Trên tay cô là giỏ trái cây được gói rất đẹp. Ông nháy mắt cho bác sĩ Cường. Ngay lập tức khi hai người vừa mới bước vào thì bác sĩ Cường đã đứng chặn ngay cửa rồi nói: Bệnh nhân không khỏe, muốn nghỉ ngơi. Thấy vậy, Việt Dũng nói với bác sĩ: Đây là bạn gái của tôi, muốn vào thăm ba, mong bác sĩ thông cảm. Bác sĩ Cường vẫn cương quyết: Mong anh thông cảm cho, tôi chỉ làm nhiệm vụ thôi. Kiều Tiên rất tức, cô muốn nhảy sổ vào chỉ thẳng mặt ông già kia đừng có bày trò với cô. Nhưng cô đang ở trong vai trò con thỏ non trong mắt Việt Dũng nên cô đành nín nhịn. Trước khi bắt buộc phải quay ra ngoài theo yêu cầu của bác sĩ, Việt Dũng tỏ ra áy náy: Chắc là ba mệt, cũng phải chấp hành thôi em à. Dạ không sao, miễn sao bác trai nhanh khỏe là được. Anh cảm ơn em, bây giờ mình qua quán cà phê đối diện cổng bệnh viện uống cái gì đi ha. Dựa hẳn người vào Việt Dũng, Kiều Tiên uốn éo đi cùng với anh sang phía bên kia, nơi có quán cà phê cốc nhưng được trang trí bởi mấy chậu kiểng nên cũng khá kín đáo. Lúc này ở trong phòng, ông Hùng nhận được thông báo ông Quang đã bắt được cậu Trung bảo vệ và cậu Hải trợ lý, làm ông vô cùng ngạc nhiên. Ông nói với bác sĩ Cường: Cho tôi nói chuyện với ông Quang. Dạ, chú nghỉ ngơi đi. Tôi đang muốn gặp ông ấy, yêu cầu thả hai người kia ra. Dạ, sếp sẽ đến đây ạ. Không được, cậu nói với ông ta là thả ngay cậu Hải và cậu Trung ra, hiểu lầm rồi. Lúc này cậu Cường mới cúi xuống nói nhỏ vào tai ông: Cậu Trung khai hết rồi, chính vì vậy sếp mới cho bắt tên Hải khi hắn ta đang trên đường lẫn trốn về phía cửa khẩu Hoa Lư, tỉnh Bình Phước. Cậu đang nói nhảm cái gì vậy, hả? Ông không tin. Ai chứ nói cậu Hải phản bội thì ông không bao giờ tin, bởi cậu ta đã cùng với ông làm rất nhiều dự án. Nhưng rồi ông lại giật mình khi nhớ đến buổi tối hôm đó, bạn ông ngồi 5 người với cậu Hải, trợ lý là 6, nhưng cậu ta cứ chạy đi chạy lại tiếp khách thay cho ông nên cũng ít khi ngồi vào bàn. Ông biết mình tửu lượng thấp nên uống cũng không nhiều, vậy mà không hiểu sao ông lại say đến nỗi không biết gì. Cho đến khi ông tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm cạnh cô ta. Vậy cậu Hải có biết ai đưa ông vào phòng nghỉ không? Cậu ta là trợ lý, thì việc giám đốc bị say cũng phải có trách nhiệm đưa ông về nhà chứ. Tại sao khi ông hỏi thì cậu ta lại trả lời mình cũng say nên có người chở về? Vậy trợ lý say xỉn thì có người chở về, trong khi giám đốc say thì lại đưa vào phòng, lồng ghép các chi tiết lại với nhau, thì ông thấy có nhiều điểm nghi vấn. Thật không thể nào ngờ được, người mình tin tưởng nhất luôn ở bên cạnh mình mà lại phản bội.
Vậy ở trên đời này còn biết tin ai được nữa? Còn cậu Trung, một người mà ông đã giúp đỡ rất nhiều khi mẹ cậu ta lâm bệnh, vậy mà vì lý do gì cậu ta lại lấy oán trả ơn như vậy? Ông Hùng cảm thấy đau đầu, ông không muốn nằm ở đây nữa mà phải trở về ngay công ty để họp khẩn cấp. Rà soát lại tất cả các nhân sự, nhưng rồi ông lại bất lực buông mình nằm xuống. Bởi ông làm vậy thì được cái gì? Ông rất muốn biết mục đích tại sao họ lại hại ông. Nếu cần tiền thì tại sao lại không nói với ông chứ? Với những nhân sự chủ chốt, ông có bao giờ bỏ bê đâu. Mà ngược lại, ông luôn quan tâm đến gia cảnh của họ. Bởi ông nghĩ gia đình có yên ổn thì họ mới toàn tâm cho công việc được. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Sắc đẹp và tội ác, tác giả Nguyễn Hiền. Đến đây Lam Phương xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại quý vị trong tập 2.